Như truyền hình người đưa tin đã đưa, trước đó, các bà con tiểu thương tại chợ Thái Hà đang rất hoang mang và bức xúc với quyết định tăng phí cho thuê ký ốt của Ban Quản lý chợ Thái Hà, ở đây là Công ty Cổ phần Đầu tư Dân dụng Hà Nội, đối với các tiểu thương nơi đây. Vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng thì bất ngờ ngày 3 tháng 8, bà con tiểu thương tại chợ Thái Hà lại nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Dân dụng Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa chợ để chấp hành các giải pháp về phòng cháy chữa cháy, mà theo đó bà con tiểu thương sẽ phải đóng cửa từ 4 tháng đến 12 tháng theo yêu cầu của công ty. Theo bà con tiểu thương nơi đây, việc để xảy ra tình trạng cơ quan phòng cháy chữa cháy tạm đình chỉ hoạt động của chợ Thái Hà là do yếu kém về công tác quản lý cũng như thiếu trách nhiệm của ban quản lý chợ cũng như công ty. Cũng theo các hộ kinh doanh thì việc Công ty Cổ phần Đầu tư Dân dụng Hà Nội tự nhận mình là chủ đầu tư là không đúng, vì bản thân chợ Thái Hà được xây dựng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có sự đóng góp của bà con tiểu thương bằng hình thức trả trước tiền thuế chỗ. Công ty về sau trúng thầu là về mặt quản lý, khai thác chợ, chứ công ty không phải là đơn vị chi tiền ra đầu tư chợ. Những phiếu thu, hợp đồng của bà con tiểu thương từ những ngày đầu là những minh chứng thể hiện rõ điều này. Thậm chí, chính văn bản của công ty cũng khẳng định chợ Thái Hà được nhà nước đầu tư đi vào hoạt động từ năm 1992. Thế từ khi mà cái chợ này đưa vào hoạt động nên là của Ủy ban Nhân dân quận người ta quản lý, và chúng tôi được trực tiếp ký hợp đồng với cả Ủy ban Nhân dân quận. Ngày đấy là ban quản lý của khối chợ Đồng Đa là do ông Dũng, ông làm ban quản lý. Thì chúng tôi kinh doanh rất là bình thường. Sau bao nhiêu năm, một cái tờ hợp đồng của chúng tôi cực kỳ đơn giản. Đến khi bắt đầu đến năm 2011 là cái chợ này người ta có một cái, của Ủy ban Nhân dân là người ta có cái chuyển đổi mô hình là từ chợ do Ủy ban Nhân dân quận sang công ty trực để quản lý. Thì cái Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội này là được chuyển sang trúng thầu quản lý chúng tôi. Khi mà 2011 đấy là công ty quản lý nhá, là đưa ra cho chúng tôi những cái hợp đồng. Những cái hợp đồng đấy chúng tôi đọc và chúng tôi không chấp nhận được. Đưa ra những cái trong hợp đồng này là hoàn toàn không chấp nhận được. Bà con hoàn toàn là người bị là thiệt hại, công ty là có lợi hoàn toàn. Hiện nay, công ty dựa vào sự quản lý yếu kém của chính mình trong công tác phòng cháy chữa cháy để ra thông báo cho bà con tiểu thương phải tạm dừng buôn bán là điều khiến bà con tiểu thương vô cùng bức xúc, trong khi chợ còn nhiều chỗ trống có thể vừa sửa chữa, nâng cấp để bà con kinh doanh. Cái quyết định mà đóng cửa chợ này thì ban quản lý đã thông qua bà con chưa? Ban quản lý và công ty không thông qua bà con, đấy là sai hoàn toàn. Nếu nhà nước, nhân dân cùng làm, công ty và các chị mà khó khăn quá, công ty đưa ra mà công ty bỏ 1.000, các chị bỏ 500, các chị cũng nhất trí. Nhưng cái chợ này bỏ, chỗ bỏ không rất nhiều, không có một cái lý nào mà ép bà con ra khỏi chợ để sửa chữa. Đấy là cái mục đích chính của tất cả bà con kinh doanh yêu cầu như thế. Trên cung kho kia mà đến 100 quầy thì chỉ có độ 10 người họp thôi, 9 cái quầy thì không. Cho các chị lên đấy họp, dưới là vẫn sửa chữa được. Khi sửa chữa dưới này xong, trên cung kho xuống đây vẫn sửa chữa cung kho. Là các chị yêu cầu là chỉ có hai mục đích chính là như thế thôi. Các chị là toàn những cái người, em ơi, đi chợ kiếm được nhiều để con ăn ngon, không kiếm được nhiều con ăn không ngon. Chứ thời buổi này cũng chưa đến mức độ là đói quá. Tình hình kinh doanh của bà con hiện tại hết sức khó khăn. Vì vậy, việc tạm dừng buôn bán để sửa chữa nâng cấp trong một thời gian dài theo đề xuất của công ty sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các hộ kinh doanh nơi đây. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng có ra thông báo và gửi xuống ban quản lý chợ cũng như là gửi Ủy ban Nhân dân quận, các phường, công an phường và Ủy ban Nhân dân phường và các hộ tiểu thương để thực hiện theo cái quyết định 183, quyết định đình chỉ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2. Các khu vực chợ đều xuống cấp, khi nhận về công ty thì cũng đã bị thế rồi. Thì bây giờ công ty cũng trong thời gian quản lý thì công ty cũng cho sửa chữa cũng như khắc phục một số cái, nhưng mà vẫn còn một số thiếu sót thì công ty sẽ chủ động và làm khắc phục lại những cái thiếu sót đó. Thì công ty trong thông báo cũng ghi rõ là sẽ sửa chữa, nếu mà sửa chữa thì là trong 4 tháng, và nếu mà xây mới của chợ thì phải ít nhất trong 1 năm. Cái thời gian đấy là thời gian dự tính là như thế. 1 năm thì công ty vẫn đang lỗ là 300 triệu, khoảng 300
và tiền thuê đất cũng như tiền thuê đất phi nông nghiệp thì chúng tôi đã phải vừa xong thì cơ quan thuế cũng đã truy thu đến 13 tỷ. Thì tôi cũng nghe được báo cáo của đi họp thì cũng các sếp cũng báo cáo lại là như thế. Việc phòng cháy chữa cháy là điều vô cùng cần thiết, cấp bách, nhưng đảm bảo cuộc sống cho các hộ kinh doanh cũng là điều đáng quan tâm. Thiết nghĩ, một công ty quản lý yếu kém về mọi mặt như Công ty Cổ phần Dân dụng Hà Nội liệu có đủ năng lực để quản lý, vận hành chợ Thái Hà hay không khi liên tục thua lỗ và yếu kém về công tác phòng cháy chữa cháy? Câu hỏi này là điều mà hàng trăm hộ kinh doanh mong các cấp chính quyền phường Trung Liệt, quận Đống Đa và thành phố Hà Nội sớm tìm ra lời giải đáp. Truyền hình Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.